Có một bạn nói là thưa tiến sĩ và thưa chương trình cháu thường đi hộ niệm thấy có nhiều trường hợp con cháu của người mất sau khi chôn cất hoặc hỏa táng xong thì họ muốn xả tang ngay. Thì họ cho rằng để tang sẽ không được may mắn. Như vậy thì mình có nên xả tang theo ý muốn của họ hay không? À, cái câu này thì tôi nghĩ nhiều nơi cũng có cái suy nghĩ đấy là muốn xả tang mà thậm chí là gì gọi mà 3 năm nhưng mà chỉ còn có uh, có hơn có 2 năm trong hai năm rồi để còn phải xả tang trước một tháng hai tháng tức là muốn mau mau kết thúc cái việc tang ừ. thế ở đây thì có tùy đây là cái việc tang là cái việc báo hiếu thì cái tang bây giờ nó không nặng nề như ngày xưa ngày xưa ấy thời ngày xưa ấy là tang là phải lúc nào cũng mặc áo xô đội cái à, à, khăn tang ấy, rồi là đi giày à, à, đi chân đất hoặc đi giày thô áo quần cũng phải là áo quần thô ấy, chứ không như bây giờ mà luôn luôn trong cái trạng thái đó mà các vị ngày xưa cái thời nhà nguyễn ngày xưa ấy, là còn cấm là trong cái ba năm ấy không được vui thú ái ân cho nên là không được đẻ con ấy có trong cái cái về sau cái luật đấy phải sửa từ thời nhà Nguyễn tức là có một ông thực hiện cái lệnh à, được ông quan thực hiện thì bố đầu tiên là bố chết này trong 3 năm mới không được sinh hoạt ái ân không được đẻ con đẻ con là bị trị tội xong rồi đến mẹ chết này xong rồi bố vợ mẹ vợ này cuối cùng đến hàng hơn chục năm không đều kiêng hết rồi ông chú và bác đây cuối cùng là gì là đến khi đến già rồi mà vợ không đẻ được nữa cho nên rằng là cái lệnh ấy là lệnh mà trong cái giai đoạn tang mà không có con là lệnh bãi bỏ nhưng họ vẫn giữ được là trong giai đoạn tang đại tang là không được sự vợ cả chồng nhưng rồi dần dần thì cái cái tục lệ nó sẽ cắt dần đi cho nên nó sẽ sinh ra cái chuyện là cưới chạy tang đấy thì nếu có người chết thì là có cái đọc chiếu để đấy đã phải cưới đã rồi bắt đầu mới về làm lama thì ở đây ở trong cái, cái 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 phạm vi này lại nói là muốn xả tang ngay thì thường là tang là gì trong cái thời gian để tang thì là à, người ta à, mau chóng muốn giả tang à, vì có ngày xưa có câu là chồng cô vợ cậu chồng gì trong ba người ấy chết thì không tang mà lại còn có câu là lẽ ra bố vợ không tang thì tại sao vậy bởi vì đây là cái sự tích mà diễn ra từ cái thời là cái tống chân ngọc hoa ấy, Thì nghĩa là cái ông này sau khi có vợ rồi xong là ông phải đi xứ ở nhà Thì bắt buộc là cái ông à, trưởng giả bắt đầu bắt cái con gái à, đi tái giá lấy chồng Thì những cái à, à, chọc phú trong làng trong khu vực đến để bắt cái cô này À không được chờ nữa không được chờ cũng chạm tống chân nữa mà à, tống chân cũng qua thế thì không chờ nữa thế thì khi mà ông này ông trên đường về về thì trong đúng vào cái ngày mà hôm ấy là đăng ông, ông, bố vợ đang làm đám cưới thì về bắt đầu mọi người sợ bắt đầu trong đám cưới bắt đầu thấy ông này về bắt đầu mọi người sợ lắm bắt đầu chạy và tôi nghe câu chuyện thì chạy chạy mà chạy không đi được đường nữa bởi vì sợ quá là phải nội quá ao mà khởi chết cá ở cái ao mà sợ quá sau mà về thấy cái trường hợp đó là là chồng cô vợ cậu chồng gì trong ba người ấy chết thì không tang thì có một lý luận giải thích rằng tôi ngày xưa tôi hỏi bố tôi rồi tại sao thì trong chuyện là ba cái người đấy là chuyên môn dèm pha chuyên môn là người rèm pha mạnh nhất là không nên chờ cái ông tống chân kia nữa mà đi đi lấy chồng đi còn để ăn cỗ còn đi nhà chống chồng giàu cho sướng thế thì ba người đấy chết thì không tang nhưng ông bố tôi giải thích là ba người ấy thậm chí không có quan hệ huyết thống gì cả đấy chồng cô này vợ cậu này chồng gì này. ba người ấy chết thì không tang vì không có quan hệ huyết thống thứ hai là không thương xót gì cả cho nên là chết không tang mà còn lại câu này nữa cơ đáng ra bố vợ không tang cũng dăm ba tháng kẻo nàng tuổi thân dăm ba tháng tức là gì dăm là năm ba là cộng lại thì thường là bố vợ vợ tang ba tám tháng tại sao vậy trong sự tích nó là cái ông vợ ông bố vợ là ông bắt con gái không được chờ cái, cái ông chồng đi xứ không chờ mà bắt gà con gái cho người cho nên là đáng ra là không tang cái ông ấy. nhưng mà sợ nàng tuổi thân tức là sợ vợ mình tuổi thân bố chết mà không con rẻ không tang cho nên bây giờ cái phong tục tập quán con rẻ tang khoảng 8 tháng là coi xả tang bây giờ nó lại gớm hơn là bạn này hỏi tức là sau khi hỏa táng xong lại xả tang ngay thì tùy thôi Cái tang ấy là thế này Bản chất của sự tang Là gì? Là khi mình có người thân mất Thì trong 3 năm này thương nhớ 3 năm nó mới nguôi ngai dần đi Cho nên những người con gái Người ta phải tang chồng Vì người ta đang thương nhớ chồng Thương nhớ cái người thân Bây giờ lại đang Hôm qua thương nhớ người thân như vậy Hôm nay lại hí húi với người khác đấy là cái kiểu ngày xưa người ta cho rằng là mất hết thứ thân mất hết chồng có khi còn xác chết chưa nguội lạnh đã phải tư tưởng đến thằng dai rồi cho nên là người ta đặt ra là người phụ nữ trung hậu là phải thờ chồng ngày xưa là còn không được đi lấy chồng mà còn thờ chồng nuôi con cơ đấy phu tử tòng tử tức là chồng chết là phu tử tòng tử là ở vậy nuôi con đó ngày xưa người ta cái cái tam tổng tứ đức nó khủng khiếp như vậy thì sau này thì người ta bỏ cái câu phu tử tử mà chẳng phải sau khi tang 3 năm mới được đi tái giá Đấy, tái giá tổng phu mới được đi lấy chồng thì ở đây tại sao khi có một người thân qua đời người ta buồn đau nhớ nhung thậm chí các vị thấy có những người nào có công với nước thì còn quốc tang cơ mà có những người ví dụ như quốc tang 7 ngày đang có cái chuyện là vui chơi giải trí hò hát đình chỉ luôn Đó, công bố quốc tang thế là không cấm các trò vui chơi tranh nhã cái ông ấy chết thì mình sứ quá à, cho nên là quốc tang là trong cái thời gian quốc tang không được cấm tất cả không được vui chơi nhảy múa các trò này khác à, ở đây chúng tôi còn nhớ có một chuyện mà vì quốc tang mà cứu được bao nhiêu người có một cái dạp gọi là cái dạp nguyễn trãi ở, ở thị xã hà đông ấy. cái thời đó là vì chúng tôi là cái, là cái, cái ngành kiến trúc đúng cái ngày hôm đó là ngày khánh thành cái dạp chiếu bó dạp hát nguyễn trãi ở trong thị xã hà đông thế thì cái ngày đó lại là hoãn lại cái ngày khánh thành hoãn lại vì lúc ấy là quốc tang bác tôn đức thắng. Thế thì nếu như hôm đấy mà không có quốc tang mà dự khánh thành toàn bộ những người tai to mặt lớn từ các quan chức từ trung ương địa phương nhất là cái ngành văn hóa rồi, rồi nhân dân rồi đến xem ở đấy được có vé mới được chen trúc ở toàn bộ trong cái nhà đấy sập xuống đó, cái dạp uh, nguyễn trãi hà đông đúng cái, cái 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 ngày đó cái giờ phút đó thì đình lại đình chỉ lại vì quốc tang cho nên là không tổ chức khánh thành các vui chơi giải trí lễ hội là ta tất thì chúng tôi bảo bác tôn đức thắng bác ấy mất rồi và mà bác còn cứu được bao nhiêu người các vị thấy rằng cái hôm khánh thành mà cái dạp ấy thì bao nhiêu người chết và chết toàn những con to ít nhất là lãnh đạo cả cái ngành của tỉnh với lại trung ương phải dự thì ở đây chúng ta thấy rằng bạn này muốn xả ta ngay tức là con cháu ông bà cha mẹ thường là mất đi các con cháu không được vui chơi không được ca hát không được tổ chức những cái lễ hội vân vân tang là như vậy vì anh đang còn tang thì anh không được làm cái việc đó bây giờ anh muốn xả tang đi thì cái việc đấy tùy mình thôi bởi vì sao người ta gọi là hiếu chủ là mình tang bao nhiêu ông bà cha mẹ là cái lòng mình ở trong lòng mình mình có thương nhớ không mình có tổ chức hội hè không? Mình có tổ chức ca hát hay không? Bởi vì sao? Đầu ông đội khăn tang mà ông lại ca hát thì người ta chửi cho Chứ ông lại muốn là xả tang ngay Để khỏi tránh cái đấy Thì cái tâm của mình tùy theo Ông bà cha mẹ ruột thịt của mình Vừa mới mất Liệu ta có xả tang ngay để làm cái việc thú vui không? Làm cái việc vui chơi, nhảy múa ca hát, lễ hội hay không? Là tùy cái sự hiệu tạo của chúng ta Chẳng ai bắt mỗi gia đình là phải thế này phải thế kia vì chúng ta không có luật pháp mà bắt là ôi cái thằng kia là bố mẹ nó ông bà nó vừa mới chết đi bây giờ nó lại bắt đầu nhảy múa hát hò như thế kia thế thì cái bia miệng tiếng đời thôi chứ không có luật pháp về việc này cho nên các vị trong cái việc này các vị hỏi có muốn xả ta ngay đề nghị xả ta ngay thì tôi theo tôi đấy là phong tục tập quán phong tục tập quán của từng gia đình, cái nền nếp văn hóa, chúng ta có để thương nhớ đến người đã khuất hay không, tùy lương tâm của mình. Những người có công với nước cái dân, người ta có thể để tang một tuần hoặc ba ngày, à, cấm vui chơi. Ngày xưa mà vua mà chết gọi là vua băng hà, nó phải bắt mấy tháng liền đấy, chứ không ít đâu. Bây giờ các vị lãnh đạo cao cấp của các quốc gia thường người ta để tang cờ rủ khoảng một tuần ngày xưa chủ tịch hồ chí minh nói là chúng ta coi như để cờ rủ mấy tuần liền các tức là để toàn quốc lúc ý là không phải là trong ruột thịt đâu mà toàn dân lúc ý đều tỏ lòng thương tiếc của vị lãnh tụ vĩ đại cho nên tất cả các trò vui chơi giải trí ca hát hội hè ngừng hết để biểu hiện cái lòng nhớ thương của ta đối với một vị lãnh tụ của dân tộc thì đây ngay cả gia đình cũng vậy có người thân mình đầu đội khăn tang là mình nhớ đến con cháu phải nên thực hiện cái di huấn của ông bà tổ tiên mình bỏ cái đấy đi thì mình chẳng ai cấm cả hiện nay thì tất nhiên họ cũng không chờ đến 3 năm đâu mà thực ra 3 năm chỉ có 27 tháng thôi người ta tính trong tang ấy là mỗi năm chỉ chỉ có 9 tháng thôi Tổng nhân với ba là nếu như tang 3 năm là chỉ tăng 27 tháng thôi. Nhưng có người còn muốn rút ngắn 27 tháng xuống còn 24 tháng. Sau 24 tháng lại còn rút xuống 1 tháng vân vân. tôi tùy theo mỗi gia đình. Mỗi uh, hiếu chủ. Thì trong cái câu này của bạn thì chúng tôi tư vấn thế này. Tình cảm của chúng ta của các hiếu chủ đối với người đã khuất là do sự tự nguyện. Có đội khăn tang hay động không đội khăn tang là cái lòng của chúng ta đối với ông bà tổ tiên có những người tôi còn biết đấy cả đời vẫn cứ tang suốt và tôi biết có một cái bà nam định bà ấy về bà ấy là mẹ một cái anh học sinh của tôi về chơi thế thì về cũng thấy tết nào bà cũng cũng đội khăn tang bà ấy vào trong nhà mình. và năm nào cũng thấy cụ có việc bỏ không bà này bà tang cái bà mẹ chồng mà cái bà bà chồng bà ấy dạy dỗ cho bà từ mới về nhà chồng lúc còn bé đến lớn bà dạy dỗ trong bài bài nguyên là đẻ tang của bà mẹ chồng suốt đời cơ khủng khiếp thế cho nên ở đây cái tang ấy là để lưu giữ những cái tình cảm thiêng liêng của người con người cháu đối với người đã khuất Để tang bao nhiêu thời gian bên ngoài là hình thức bên trong tâm của chúng ta đó là sự hiếu thảo cho nên trong hôm nay cái chủ đề của chúng ta là thanh minh Thanh minh là đi tảo mộ, cái gốc bên ngoài là sự tảo mộ đắp điếm mồ mả, à? đấy là thể hiện bên ngoài. Nhưng bên trong chúng ta à, xây dựng những cái nền tảng của gia đình, xây dựng lên những cái tình thương yêu của ông bà gia tộc. Bây giờ hiện nay các cái dòng họ hiện nay đang phục chế lại có những cái truyền thống dòng họ bao nhiêu trăm năm hàng nghìn năm bây giờ cái dòng mới dòng họ vừa rồi phục chế lại những cái nhà thờ những dòng họ hàng bao nhiêu nghìn năm cơ mà thế đấy, cái đấy ta không gọi là tang nhưng ít nhất là họ tiếp tục cái tiếp thu cái truyền thống của gia đình của dòng họ nhớ đến ông bà nhớ đến tổ tiên đắp mộ à, tảo mộ chỉ là một việc hình thức nhưng về tâm chúng ta là gì trong tâm khảm của mỗi người con có những phần linh của ông bà cha mẹ có những trường hợp không có mộ thì sao nhưng trong tâm chúng ta vẫn xây dựng được hình ảnh truyền thống từ bao nhiêu đời từ ông bà gia tiên chúng ta đấy thì ở đây tôi không dám nói các vị có xả tang ngay cứ vừa tức là hôm à, đi à, hỏa táng thế họ chỉ hôm trước hôm sau hỏa táng đấy về cái xong là thôi à, xả tang ngay cái đấy tùy không có à, tư vấn là nên hay là không nên tôi chỉ phân tích để cho các quý vị thấy tang ông bà cha mẹ tùy các hiếu chủ bao nhiêu thời gian tùy tâm của chúng ta